Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xếp hạng bảo tàng điêu khắc châm Đà Nẵng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu là di tích lịch sử cấp thành phố. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, đây là sự ghi nhận xứng đáng của thành phố đối với những giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật mà bảo tàng điêu khắc châm Đà Nẵng đang lưu giữ. Đồng thời, việc được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong việc quản lý, bảo tồn di tích theo luật di sản văn hóa, đóng góp quảng bá văn hóa và kích cầu du lịch thành phố trong thời gian đến. Hiện Bảo tàng Điêu khắc Châm Đà Nẵng đang lưu giữ hơn 2.400 hiện vật thuộc văn hóa Châm Ba, trong đó có 6 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.